sẽ giới thiệu cho các bạn cái ghế mình đã thích rất là lâu của hãng IKEA rồi. Cái ghế này dùng để ngồi thư giãn. Ghế này có cái ghế này do một anh kiến trúc sư, một anh designer rất nổi tiếng của Nhật Bản anh thiết kế, tên là Nobuo Nakamura. Ghế này cái ghế này có tên là Boang, được làm rất là tỉ mỉ. Mình thích nó khá lâu rồi, hôm nay mình mua về. Bây giờ mình sẽ unbox cái này ra và mở lên cho các bạn coi nhé. Đây là cuốn sách hướng dẫn cách gắn cái ghế này vô. Hướng dẫn khá là tỉ mỉ, đa số là bằng hình ảnh, không có chữ nào ở trong đó.